Khánh Trung xin chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, một Chủ nhật nữa chúng ta lại được gặp nhau và tôi tin rằng quý vị đã có một tuần làm việc học tập rất chăm chỉ và muốn có năng lượng tích cực hơn nữa để chúng ta có một tuần mới nhiều niềm vui. Chúng tôi mong muốn quý vị hãy ngồi trước máy thu hình để gặp gỡ với tôi, gặp gỡ với những người chơi, gặp gỡ bạn bình luận trong chương trình Giác quan thứ 6 để chúng ta có những nụ cười, có những trực giác mang tới những năng lượng tích cực và chúng ta sẽ có một tuần làm việc hiệu quả đang chờ đợi. Bây giờ là lúc hãy cùng làm quen và gặp gỡ với hai thành viên trong ban bình luận của chúng ta, Quang Trung và Puka. Và ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy một sự tương phản rất rõ ràng. Puka thì rất rực rỡ, còn Quang Trung thì rất điềm đạm. Em cũng điểm mấy đâu anh, em chấm trái tim quá trời nè. Nãy giờ vô ra ai cũng dè biểu cái quần của em hết trơn. Không sao, quần em chấm tim, còn áo anh thì chấm bi. Đó, hai anh em mình luôn có sự đồng điệu là còn màu đen với màu đen nữa. Dạ. Trong khi đó, em có thấy em bị lạc lõng không Puka? Thì em chấm thêm một điểm sáng cho mọi người. Chứ hai người tối quá mà. À, thế thì em đứng qua giữa đi. Dạ. Như thế này đó, sẽ hợp lý hơn. Đẹp liền. Đó, thấy chưa? Được rõ liền. Có nghĩa là em phải luôn luôn là trung tâm thì em mới thực sự là tỏa sáng. Và đến với chương trình em có thấy mình là trung tâm không Puka? Lúc nào em cảm giác em cũng là trung tâm cả. Mọi người ai cũng dè biểu cũng nói em cả. Em chính là trung tâm mang những niềm vui cho mọi người, đặc biệt là quý vị khán giả hạnh phúc thế còn gì nữa. Vậy. Vậy thì bây giờ mời ban bình luận về vị trí của mình. Vị trí trung tâm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với không phải một người chơi mà là hai người chơi. Hai diễn viên trẻ được quý vị khán giả yêu mến, rất tài năng. Chúng ta cùng chào đón hai diễn viên trẻ Quốc Khánh và Phương Lan. Quốc Khánh thì tôi đã được gặp và đã được làm việc ở một số chương trình. Tôi hiểu đây là một diễn viên rất là thông minh. Còn Phương Lan thì hôm nay mới được gặp em. Dạ, thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên em mới được gặp anh, mặc dù em đã coi anh trên YouTube rồi. À. Dạ. Và em đã coi chương trình trên YouTube hay là trên những cái kênh sóng nào chưa? Dạ, em coi chương trình này trên YouTube. Và em cảm thấy điều gì thú vị nhất ở chương trình? Em cảm thấy là về cái phần mà đoán á, với lại để mà tìm ra được cái người á, em nghĩ là cái phần đó là cái phần thú vị nhất. Và cái phần giải thưởng thì nó sẽ thú vị hơn nhiều. Dạ. Và em đã bao giờ diễn cùng hay là đã có dự án nghệ thuật nào cùng với Quốc Khánh chưa? À dạ, nếu như mà nói đúng hơn là đây là một team ở sân khấu Thế Giới Trẻ. À. Em đang định nói là bữa nay không biết là ai thắng ai thua, chứ chắc chắn anh Trung là thua bốn đứa em rồi. Dạ, tụi em là người nhà với nhau. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng tôi thì ban bình luận luôn luôn đứng về phía người chơi, luôn luôn mang tới những thông tin tốt nhất, nhưng đấy là mong muốn của họ. Còn có tốt nhất hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của họ. Đã có rất nhiều những cặp người chơi đến với chương trình mở đầu rất yêu quý ban bình luận và khi kết thúc thì ra về mà không nhìn mặt ban bình luận. Dạ. Tụi em làm xong cái chương trình này bữa giờ đúng không? Đúng là rồi. Mình cạch mặt đâu hết nửa showbiz rồi. Quốc Khánh, dạ. Em có tự tin vào năng lực của hai người bạn mình đang ngồi ghế bình luận không? Thật sự là em với Quang Trung là quá thân rồi. Ừ. Là hai người chơi chung quá nhiều là em đã hiểu Quang Trung là rất là người rất là thông minh. Còn chị Bu là có một cái kinh nghiệm rất là sâu sắc. À. Cũng như là gu thời trang ăn mặc rất là đẹp. Giống như hôm nay chị Bu mặc cái áo màu trứng hột vịt muối á, cũng rất là đẹp. Cái áo này là màu trứng hột vịt muối. Có nghĩa là cả trường quay một mình chị một kiểu. Dạ. Và đôi khi tất cả mọi người đi một hướng, chị lại đi một hướng. Dạ. Và chị sẽ mang tới chúng ta sự bất ngờ, một là chị đi hướng nào chúng ta đi ngược lại. Đúng không? Dạ, đúng chúng rồi. Ta sẽ thành công. Anh ơi, với lại thực ra Quốc Khánh không phải là cố tình khen em nhỉnh hơn chị Puka chút xíu đâu. Có lý do hết á mọi người. Thiệt ra là Quốc Khánh hôm qua xin qua nhà em ngủ để sáng nay đi quay chung mà. Chở đi nữa. Đi chung xe. Ăn chung đồ ăn của em, ngủ chung giường, đi chung xe, tắm chung một chỗ. Khoan, từ từ em thắc mắc một người mà hiện tại đang rất là nổi tiếng luôn mà. Phải mượn tiền rồi qua nhà ngủ chung, ngộ ăn ké. Trời ơi. Em ơi, như thế mới nhanh giàu được. Hèn chi người phốt phát quá. Cái gì cũng phải cần tích lũy. Còn bây giờ nếu muốn giàu, đơn giản thôi, các em phải tích lũy thật nhiều tiền thưởng trong chương trình. Các em đã sẵn sàng chưa? Dạ. Hãy về vị trí của mình.
Đến với chương trình Giác quan thứ 6, người chơi sẽ phải vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi. Tương ứng với 5 vòng thi sẽ là 5 gói tiền thưởng với các mệnh giá 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Người chơi sẽ phải gặp gỡ 6 vị khách mời với những nghề nghiệp của từng vòng và họ sẽ phải chọn nghề nghiệp tương ứng với khách mời của chúng tôi. Nếu đúng, họ sẽ nhận được số tiền mà họ đã lựa chọn. Nếu không đúng, đương nhiên tiền sẽ ở lại với chương trình. Bây giờ sẽ là gói tiền thưởng từ 1 đến 5. Hai bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng nào? Vậy thôi mình chọn số 3 đi. Số 3. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 6 khách mời. Họ là những ai? Chúng ta sẽ cùng xem. Xin mời. Và hôm nay một chủ đề rất đặc biệt, đó chính là chủ đề rừng xanh. Chúng ta có hổ này, chúng ta có tặc răng này, chúng ta có thỏ này. Ê? Chúng ta có ếch, có khủng long và có gấu nữa thì phải. Sáu nhân vật trong khu rừng này sẽ nói gì về mình? Nào bây giờ xin được mời chú hổ. Wow. Tiếng thét như làm rung chuyển cả khu rừng, làm những ai đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Uy nghiêm, hùng dũng và khỏe mạnh, trong đây ai mà sánh bằng. Thôi sợ quá. Hãy nhớ, con là cọp con và hãy đoán thử xem con là ai nhé. Hãy cùng xem nhân vật số 2 là gì. Con xin chào các cô các chú. Cuối tuần con hay được ba mẹ dẫn đi sở thú. Con được xem voi diễn xiếc, cho thú ăn và cả đạp dịch nữa. Mà con thích nhất là bạn rùa. Bạn rất dễ thương mà thông minh nữa. Và các cô các chú hãy đoán xem con là ai nhé. Trong thế giới của tuổi thơ thì cái gì cũng có thể xảy ra. Vì ngoài đời thật thì không có chú rùa nào mà lại màu xanh vàng như thế này cả. Tôi sẽ gọi bạn là bạn rùa ếch. Và hãy cùng đến với nhân vật số 3 của chúng ta. Con có một ước mơ, một mơ ước vừa tầm vũ trụ. Đó chính là có thể hiểu và trò chuyện được với muôn thú. Và đó chính là mơ ước của con. Và hãy đoán xem con là ai nhé. Yeah, yeah. Mời bé số 4. Con yêu bộ lông trắng muốt, đôi tay dài nhỏ xinh của mấy bạn thỏ. Nên ở nhà con có rất là nhiều bạn thỏ, thú nhà bông. Mấy cô nè, mấy chú có thích sự đáng yêu và thông minh của mấy bạn thỏ không? Nếu có thì về tim con nhé. Và hãy đoán thử xem con là ai. Yeah, yeah. Anh có cảm giác đây chính là cùng họ với cả Khánh như nào ấy. Anh nhìn trông mũm mĩm như nhau đấy. Này bạn số 4 ơi, đây có phải là họ hàng người quen của bạn không? Chú Quốc Khánh này này. Không phải à? Mà sao ánh mắt con kỳ thị chú? Ánh mắt đi. Thôi không có cọc. Cũng đúng thôi. Con là thỏ, còn chú này bên họ nhà Hà Mã. Bên họ nhà Hà Mã. Bên họ nhà Hà Mã. Hà Mã. Biệt danh là Hà Mã mà. Bảo sao Quang Trung, em thấy trực giác của anh giỏi không? Quá hay. Nào anh cùng đến với nhân vật số 5. Này thỏ, hôm nay chúng ta sẽ không chơi đuổi bắt nữa mà hãy làm hòa một bữa nhé. Này thỏ trông xinh đấy, nhưng thỏ ta xinh hơn. Con thích ăn cà lem, bơi lội và xem phim hoạt hình. Mọi người có thể gọi con là bé sói và hãy đoán thử xem con là ai nhé. Lần đầu tiên thấy sói thân thiện tới vậy luôn. Và bây giờ sẽ là nhân vật số 6. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Con rất thích sự thông minh và sự lém lỉnh của bạn khỉ. Hôm nay con sẽ hóa trang thành một bạn khỉ rất đáng yêu. Các cô chú hãy đoán xem con là ai nhé. Như vậy là chúng ta đã đến với phần giới thiệu của 6 nhân vật đáng yêu trong khu rừng xanh. Họ có những thông tin gì và thông tin nào tương ứng với họ để cho hai người chơi Phương Lan và Quốc Khánh lựa chọn? Chúng ta sẽ cùng biết sau ít phút nữa, thưa quý vị. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Trở lại với chương trình Giác quan thứ 6, đây là vòng 1 được mang tên
ấn tượng đầu tiên. Nhiệm vụ của hai người chơi sẽ phải lựa chọn khách mời nào tương ứng với thông tin mà chúng tôi sẽ đưa ngay ra đây. Bây giờ sẽ là thông tin. Thư pháp, theo em trong 6 bạn thiếu nhi ở đây từ 1 đến 6, em thấy bạn nào sẽ phù hợp với cái thông tin này? Cái bạn nhỏ mà viết được thư pháp á, em nghĩ là chắc phải luyện và tập rất là nhiều. Ở đây thì có bạn Mặn Rùa á, bạn đó thì em thấy là có vẻ như là bạn đó bỏ nhiều cái tâm tư và cái thời gian để luyện thư pháp cho nên bạn đó bị cận thị. Khánh ơi Khánh, em bé cận bẩm sinh. Không, ý là cái này là một cái dữ kiện nhỏ. Với lại là em nghĩ là thư pháp là cái thần thái nó phải là bình tĩnh, tại vì người viết thư pháp họ rất là tĩnh. Em nghĩ như vậy á, và ở đây là tâm thế mà bình tĩnh nhất là em thấy chỉ có bạn Rùa với lại bạn Khỉ. Giống như bạn Rùa nên anh thấy không, cái tay để vậy nè. Đó. Tại sao để vậy? Viết nhiều quá mỏi tay, đâu hoạt động được nữa, đâu để vậy hay để vậy được, phải để vậy. Đó là cái đánh giá logic của Quốc Khánh. Thế còn Phương Lan thì sao? Em thì lúc đầu em cũng hơi cảm có một cái giác quan là đúng là cái như là bạn Rùa. Nhưng mà em chỉ sợ là nhiều khi chương trình nếu mà nhìn vô đúng thì là, nếu như mà thư pháp thì bạn là có cái nhìn là gần giống nhất. Nhưng mà em đang có một cái tư duy riêng là có khi nào là con gái hay không. Dạ, cho nên là em đang hơi hướng nhìn qua bạn sói. Cho nên là em nghĩ là bạn số 2 hoặc là bạn số 5. Nào bây giờ sẽ là đánh giá của ban bình luận. Mọi người nghĩ đi. Mọi người nhìn lên đó. Mọi người không biết thì sao em biết? Thì sao em biết? Nào, hãy nghe giác quan của Quang Trung đây này. Bé số 2, số 5 với số 6 thì mình lại có cái cảm giác là các bé sẽ có thể học và biết thư pháp. Xin lưu ý với hai người chơi, chúng ta có 3 quyền trợ giúp. Chúng ta có trợ giúp loại trừ. Loại trừ đi những bé không có cái thông tin này. Và chúng ta có trợ giúp thứ hai, đó là hỏi nhanh đáp nhanh. Với các bé thì mọi người sẽ có 2 phút. Nếu với người lớn thông thường các chương trình sẽ chỉ có 1 phút. Các bạn có thể hỏi, các bé sẽ nói vào tai tôi và tôi sẽ trả lời lại. Và đương nhiên có những câu hỏi các bé sẽ trả lời và có những câu hỏi các bé sẽ không trả lời. Vì nếu thông tin và câu hỏi quá trực diện. Và trợ giúp thứ ba đó là đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng nếu như các bạn chắc chắn với phương án mình lựa chọn. 3 trợ giúp này sẽ được dùng từ vòng 1 đến vòng 3. Các bạn có thể dùng lần lượt hoặc có thể dùng tất cả trong cùng một vòng cũng được. Thì thật sự đúng như Quang Trung nói là bé số 2, bé số 5 và bé số 6 đang là trong cái tầm ngắm của mình đúng không chị? Đúng rồi, là có 2 bé quen nhau bé của chị. Em nghĩ là bé số 2 cái tỷ lệ rất là cao. Cái dáng đứng này là cái dáng đứng của mặc áo dài với thư pháp. Đúng. Đúng rồi, chị nghĩ là vòng 1 á, cái khả năng có thể bé số 2 nó nhiều á. Phải không? Em tin chị nha. Và bây giờ lựa chọn của các bạn sẽ là? Em nghĩ là chọn bé số 2. Vậy là cả hai bạn cùng đồng lòng. Chắc nha. Chắc em, còn không chắc thì thôi. Ban bình luận chắc hẳn cũng đồng ý với quyết định của tụi em. Có biết gì đâu mà đồng ý. Trời ơi, tôi giả không biết gì. Không, Trung không biết thiệt. Tại vì nãy em chọn là số 2 với số 6, chị chọn số 5. Cái quan Trung gom lại đó, số 2, số 6, số 5. Không, hồi nãy chị không nghe. Em với chị ngồi nói chuyện, bàn số 2, Trung với chị Buca vậy nè. Có mình chị à. Vậy là Buca thấy số 2, Quang Trung có thể là số 2. Dạ, em nghĩ số 2. Bây giờ sẽ là kết quả. Triệu đó. Nhưng mà thường á, tụi chị mình đoán đúng người á thì sẽ sai số tiền. Nào hãy cùng xem số tiền là bao nhiêu. 25 triệu. Tôi sợ 1 triệu lắm. Tôi biết một ngay triệu. Mà không sao mấy đứa, 1 triệu cũng là tiền. Đó là công sức của chúng ta làm ra. Đúng vậy. Rồi. 2 đứa 500, 2 đứa này 500. Ok. Mới thủ lòng thôi là thái độ rồi. Không có, tụi em tính nói bên đó 700 đây 300. Thôi thấy trời ơi. Chị Phương Lan á, đúng là người tốt và là người trưởng thành đó. Còn bây giờ hãy cùng gặp gỡ với bé số 2 của chúng ta. Mời con tiến lên phía trên. Rồi bây giờ con trai hãy giới thiệu về mình này, cũng như là sở thích của con để cho các quý vị khán giả được biết nào. Dạ con tên là Trần Thiên Phú, hôm nay con 12 tuổi và con đã viết thư pháp được 5 năm rồi. Trời ơi, đã viết năm 7 tuổi. Dạ. Ở nhà con thì có ai viết thư pháp không, bố con, mẹ con hay là những người thân của con không, để hướng cho con hay là con tự thích và con học?
Dạ con tự thích con học chứ nhà con không có ai biết viết hết. Wow. Tại sao con lại thấy thư pháp thú vị để con học? Tại viết thư pháp nó giúp mình nhẫn hơn, có đức hơn. Có nghĩa là luyện cái tính kiên trì này. Dạ. Luyện cái tính điềm đạm này. Dạ. Và sâu sắc hơn này. Và hơn hết với các bạn khác thì sẽ rảnh rỗi sau giờ học thì sẽ chơi game, sẽ đọc sách. Còn với con thì lấy thư pháp là giải trí, có đúng không? Dạ. Vậy thì hôm nay con có sẵn sàng để gửi tặng cho chương trình một bức thư pháp do chính tay con viết không? Dạ con có thể tự viết cho các cô các chú luôn. Có nghĩa là chú muốn chữ gì con viết được chú chữ đó. Dạ con tự cho chú luôn. Cho chữ anh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần viết thư pháp của con nhé. Dạ. Rồi cảm ơn con chuẩn bị nào. Tiểu sự nhẫn đại sự thành. Là tặng anh chữ nhẫn á. Rồi chị cảm ơn con. Tiểu sự nhẫn đại sự thành à. Là con cúng chúc cho chú nhẫn một chút thì được cái thành công lớn. Chú cảm ơn con rất hiểu chú. Rồi bây giờ xin được mời Hà Mã Quốc Khánh. Cảm ơn con. Con kính chúc cho chú luôn được bình an trong thế giới đầy cái bất an. Những cái chữ con viết đều là những thứ mà trong lòng chú vài ngày nay chú đang nghĩ rất là nhiều. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ. Vạn sự tùy duyên, con muốn chúc cho cô điều gì cũng theo duyên của cô hết. Cảm ơn con nhiều nha. An với chỗ mình ở, vui với việc mình làm. Là cô đã an với chỗ mình ở, cô cũng vui với việc mình làm. Dạ con cảm ơn thầy. Chân tâm tài tất đáo, hữu đức phúc tự lai à. Là tâm của chú chân thành thì sẽ có tài, chú có đức thì tương lai phúc nó sẽ tự đến. Dạ, con chắc chắn sẽ là tấm gương của rất nhiều các bạn nhỏ để đến với những cái môn chú nghĩ rằng đây là môn nghệ thuật. Và không chỉ đơn giản là nghệ thuật, nó còn là nghệ thuật gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Cảm ơn con, không chỉ viết đẹp, không chỉ bố cục đẹp, mà con còn đọc được suy nghĩ tâm tư của người xin chữ con nữa. Đó là một khả năng không phải ai cũng có. Nhớ gìn giữ nó một cách trân trọng và luyện rèn mỗi ngày con nhé. Cảm ơn con một lần nữa. Và chúng ta dành một tràng pháo tay cho thầy đồ nhí của chúng ta. Trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây sẽ là vòng 2 được mang tên Cảm quan. Vẫn như vòng 1, chúng ta sẽ lựa chọn gói tiền thưởng trước, rồi sau đó mới có thông tin về các bé. Và xin được mời Quốc Khánh và Phương Lan. Mình chọn theo giác quan, em chọn số 1. Nào, số 1. Hay quá. 25 triệu đúng không con Trung? Dạ, 25 triệu. Quốc Khánh. Em không dám nói trước. Em nói trước sợ bước không qua. Chị thì chị sẽ nói trước cho em là 5 triệu, lát mình bước qua 25 luôn. Vậy thì hãy cùng đến với thông tin của vòng 2. Cầu thủ, chúng ta còn bạn hồ, bạn tặc răng, bạn thỏ, bạn chó sói và bạn khỉ. Và bây giờ hãy phân tích. Em cũng là dân đá banh, cho nên em nhìn mấy bạn nhỏ em phải đoán được. Thường những người đá banh đó, thường da họ hơi ngâm. Bé số 6 kìa, cái chân gì có bắp chuối nữa kìa. Đúng, bé số 6 nha. Em thấy bé số 6 á, cái bắp chân thứ nhất á, là rất là chắc. Thứ hai là bắp chân rất là ngăm đen nha. Có thể là cầu thủ mà bé cũng đang mang giày thể thao nữa. Số 5 cũng có mang giày thể thao mà. Thường thường thì con gái mà nhỏ tuổi thì ít khi nào mà gọi là vô đội năng khiếu hay là tìm hiểu về cầu thủ nhiều. Em thấy đã đa số thôi. Nếu mà để dự trù hai bạn nam trong đây á, số 1 và số 6 á. Số 1 á thì em nghĩ là bạn đó sẽ thiên hướng về cái gì đó nó hơi gọi là giải trí hơn. Bạn số 6 có vẻ như là ít nói, có thể là vận động nhiều hơn nói năng á. Em có cảm giác như vậy em. Bây giờ mình chọn đi. Chị nghĩ là số 6 và chị nghĩ là em nên đặt ngôi sao may mắn vòng này. Và quyết định cuối cùng của các bạn sẽ là gì, Phương Lan, Quốc Khánh? Rồi, 2, 3. Số 6. Có đặt ngôi sao may mắn không? Em đặt ngôi sao may mắn chứ.
Như vậy là người chơi dùng quyền trợ giúp đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng. Kết quả ra sao? Mời quý vị. Đương nhiên rồi, nhìn cái bắp chân như thế kia, nhìn cái màu da như thế kia thì Quốc Khánh đã phân tích khá đúng và rất logic. Còn bây giờ là lúc đến với gói tiền thưởng mà các bạn sẽ nhân đôi là bao nhiêu? 25 triệu. 5 triệu. 5 triệu. 25 triệu. 5 triệu. Cũng được. Cũng được. Rồi. Như vậy là các bạn chắc chắn có 10 triệu tiền thưởng ở vòng này, cộng với vòng trước là 11 triệu. Xin được chúc mừng. Bây giờ tôi muốn quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ với nhân vật khỉ của chúng ta, cậu bé số 6. Xin mời. Chú chào con. Bây giờ là lúc mà con có thể giới thiệu về mình rõ hơn. Con là Lê Công Hoàng Vũ. Con chơi bóng đá từ lúc lớp 1. Năm nay con học lớp mấy? Năm nay con học lớp 7. Thôi, con có đang tập tại câu lạc bộ năng khiếu nào không? Có, con đang tập câu lạc bộ Văn Tập Đồng Nai. Con đã đi thi đấu nhiều giải chưa? Và giải nào là con ấn tượng nhất và có thành tích cao nhất? Con đã đi thi đấu nhiều giải, nhưng mà giải thi đấu tốt nhất là U13 toàn quốc. U13 toàn quốc. Con thi đấu ở vị trí nào? Tiền đạo cắm. Tiền đạo cắm. Tiền đạo cắm. Phải chi mà nhìn nhau là mình có cảm giác được cùng vị trí của nhau. Mà nhìn hai người khác quá. Tiền đạo cắm người ta, còn Khánh là cắm mới làm tiền đạo á. Chú nhắc con nhá, cùng vị trí nhưng nhớ là đừng cùng hạng cân khi bằng tuổi, chú ý con nhá. Bởi vì cùng hạng cân như chú ý thì con sẽ không đá được tiền đạo đâu, có đúng không? Và với người đá vị trí tiền đạo thì con thấy rằng kỹ năng nào là quan trọng nhất? Con thấy kỹ năng quan trọng nhất là tì đè bóng. Tì đè bóng? Tì đè bóng không? Đúng là chung vị trí, chung... Khánh thấy lúc mà cái mặt mà Khánh xuống cái bé vậy không vậy nè? Ông Khánh nữa hả trời, kéo vậy á. Chú xin được nhắc con rằng là với kinh nghiệm bình luận bóng đá của chú rất nhiều năm, chơi bóng đá cũng từ nhỏ giống như con, và bằng kinh nghiệm của chú thì chú chỉ nói rằng cái thông tin mà con đưa ra, kỹ năng mà chú Khánh đã bắt tay với con và như đúng rồi ấy, chú xin nói là sai hoàn toàn. Bởi vì kỹ năng quan trọng nhất của một tiền đạo đó chính là dứt điểm. Con tì đè mà con không dứt điểm, không có bàn thắng thì tiền đạo đó hoàn toàn không thực sự là quan trọng trong đội bóng. Anh đúng ơi, không? Bé nó đá lối chơi giống em. Hả? Lối chơi em là anh đè anh đau không à? Đè đau mà. Còn sút là mấy người bạn em. Đó, chú không muốn con là tiền đạo thân thiện giống chú Khánh. Chú muốn con là tiền đạo sát thủ với khung thành đối phương. Con đồng ý không? Rồi, cảm ơn con. Và chúc con sẽ giữ vững được đam mê, nếu có thể sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và hơn hết, học hỏi, luyện tập mỗi ngày để tiến bộ hơn. Cảm ơn con đã đến với chương trình. Chúc mừng con. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây sẽ là vòng thi thứ 3 được mang tên Trực giác. Hiện nay hai người chơi của chúng ta Phương Lan và Quốc Khánh đã có được số tiền thưởng là 11 triệu. Và chúng ta sẽ cùng lựa chọn gói tiền thưởng trước. Xin mời Quốc Khánh và Phương Lan. Hồi nãy em chọn rồi, tới chị chọn đi. Hai bây giờ cho hai chị em tụi tôi chọn cho. Ok, chọn đi. Bây giờ hai chị em mình chọn đồng thanh nha. Ok. 1, 2, 3. Số 4. Hoài luôn. Yeah. Ok, vậy cho em chọn số 2 à. Em rất tốt. Phương Lan, em có được vị số 2 không? Dạ, em thì đương nhiên em phải tin đồng đội em. Anh dạ. Cho em chọn số 2. Số 4 đi. Không, số 4 gọi đi luôn á. Đúng rồi á, tôi không có gì quay mặt ra đâu. Mình tiếp tục chương trình với anh. Dạ. Số 2. Vâng, số 2 là bao nhiêu tiền chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là thông tin của vòng 3. Hát rap. Bố ơi, hát rap hát kìa bố. Rap. Nghề của bố kìa. Puka và Quang Trung đâu ấy nhỉ? Ai tới sao? Rồi hát rap hả? Ai hát rap vậy? Tụi em tới trễ chút xíu. Dạ. Chơi chơi đi chị. Còn cái gì rồi, tới đâu bố rồi? Bố ơi, nãy giờ tới vòng mấy rồi? Vòng 3. Ờ, vòng 3 hả? Số tiền số 2 hả? Các em mới tới hả? Dạ, tụi em nãy giờ chửi thẹn nên anh quê cực chết. Bây giờ sẽ là các nhân vật của chúng ta được gặp gỡ lại một lần nữa. Chúng ta còn hổ, còn tặc răng gơn, chúng ta còn thỏ và còn sói. Dùng phương pháp loại trừ. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Loại đi. Loại đi. Các bạn còn hai quyền trợ giúp, đó là hỏi nhanh đáp nhanh và loại trừ. Dạ, tụi em dùng chắc loại trừ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với trợ giúp loại trừ.
Như vậy là tặc răng và thỏ bị loại trừ, chúng ta chỉ còn hổ và chó sói. Tại vì thường thường ráp là thường thường là con trai, nhưng mà cái thần thái của bạn nữ rất chính là xác, rất là ngầu nha. Bây giờ mình chơi, mình hỏi đi. Các bạn có muốn hỏi không ạ? Dạ hỏi. Vậy thì các bạn sẽ được dùng trợ giúp này trong vòng 2 phút và tôi sẽ lên để đứng cạnh người được hỏi. Các bạn sẽ hỏi ai? Em hỏi chó sói. Bây giờ chúng tôi xin được mời khu rừng bên kia hãy hỏi khu rừng bên này đi. 2 phút bắt đầu. Thế loại con hay ráp là ráp về cuộc sống, gia đình hay là về cái gì đó? Còn mấy câu hỏi này không được trả lời đâu. Tôi xin được nhắc lại, những câu hỏi trực diện thế này chúng tôi không trả lời. Con có thích ráp không? Tôi hỏi vậy. Ca sĩ mà con thần tượng là ai? Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy. Ca sĩ qua Ngô Kiến Huy không có ráp nha. Con thích mặc đồ như thế nào? Thích mặc đầm. Đầm, đầm vẫn được, con gái đầm thích mặc đầm vẫn được. Đầm vẫn được hả? Con có biết chú Đen Vâu không? Chú ý thì ai chả biết. Con biết Quốc Khánh không à? Dạ càng không. Hà Mã thì biết ạ. Hà Mã thì biết. Chắc chú không chọn con đâu. Con cố vấn câu hỏi nào không? Hỏi coi bé lúc mà rảnh làm gì. À lúc mà rảnh thì em con làm thích cái gì? Sở thích của con là gì? Con chơi với bạn bè. Sở thích là gì? Hết giờ. 2 phút đồng hồ mà hỏi mà buồn ghê. Nhưng mà em thấy như thế này nè, bé đó cái thái độ khi mà lắng nghe cái câu hỏi của em á, trả lời rất là kiểu giống như là rất là bình tĩnh á. Rất là bình tĩnh á. Thứ nhất là không có gì để che giấu hay là sao đó. Em cũng rất là nghi là bé này là rapper. Tại vì thường thường á, chương trình hay đánh lừa mình là rapper phải là con trai hay là gì đó. Nhưng mà em nghĩ là con gái sẽ rất là hay. Lúc đầu á là em còn hơi hoài nghi là bé tặc răng, tại vì thường tặc răng nó là con trai chứ nó không phải con gái. Mà tự nhiên loại cái bạn này, thành ra là em mới nghĩ là mà như con gái mà trong cái bộ dạng của một cái con sói, cho nên em nghĩ là nó phải có cái gì đó mạnh mẽ ở trong đó. Và lựa chọn cuối cùng các bạn sẽ là chọn số 5. Số 5. Yeah. Ở bên kia cũng thế à? Yeah. Trí tuệ tập thể lần này có đúng hay không? Có dao này, có dao này. Chúng ta sẽ được biết kết quả. Đồng lòng mà. Chính xác. Một lần nữa tôi xin khẳng định là định hướng của sân khấu Thế Giới Trẻ là rất tốt đấy. Các bạn đã nhìn cùng một hướng, ít ra đến vòng này là vẫn đúng. Tụi em có biệt danh là nghệ sĩ trí tuệ đó. Nói cho cố đi á, hồi nước thai người ta chiếu lại đó Khánh. Quan trọng là cái trí tuệ đó mang lại cho chúng ta bao nhiêu tiền thưởng. Dạ. Xin mời. 25 triệu. 10 triệu. 10. Trời ơi. Hôm nay các em có thấy không? Tiền thưởng anh nói gói nào đúng gói đó luôn. Ôi anh giống như là thánh phán. Anh phán cái gì là chúng nó. Nếu như hồi nãy em đừng có thể hiện, em nghe lời chị em chọn số 4 đi thì sẽ là 15 hoặc 25 rồi. Nghe lời hai chị em tôi đâu có vừa giận vừa mất thời gian mà vừa bị tiền ít đâu. Thôi được rồi, các bạn có thêm 10 triệu nữa. Tổng tiền thưởng lúc này là 21 triệu. Trời ơi, thôi gặp cho gặp bé này đi. Mời chó sói tiến lên phía trên nào con. Trời, ta mới dám cười đó trời. Rồi, con gái hãy giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Thảo My. Sở thích của con là hát rap. Con theo đuổi rap được 1 năm. Lý do tại sao mà con lại thích rap? Và ai là người hướng dẫn con hát rap đến lúc này? Hiện tại là giống như là con coi phim rồi con thấy hay rồi con rap, cái tự nhiên cái nó quen chứ không có ai chỉ hết. Và khi con rap như vậy ở nhà bố mẹ có thích không? Con đồng ý cho cái đam mê này của con không? Dạ có. Có hả? Vậy thì hôm nay có lẽ rằng là mọi người sẽ phải xem cái tài năng của con rap như thế nào. Con có sẵn sàng không? Dạ có. Ngoài trời đang giông bão, vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đây sẽ đắp một chén dở nên ta vẫn cứ đi vì tụi chỉ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu. Quay từ lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ một lần đã thuộc lời, để biết mình lớn rồi đêm nào bạn cũng thuộc thôi. Ký ức tàn nổi buồn thiếu niềm ký ức tan, chân ta vẫn bước đi dù có mưa hay nắng hạn. Giữa trời đông giá rét hai đầu cực có băng tan, và bất kể
ngày đêm bởi mình lên hay đang sáng. Xách ba lô mà đi nhìn thật xa, về nơi phía cuối con đường. Không lo ngày mai, bao khó khăn ta bước qua, dẫu cuộc đời này rộng bao la. Đời này rộng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng, sao nếu chân ta bước ra trên con đường dài. Yeah, dễ thương quá. Cảm ơn con, cảm ơn con. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng thi thứ 4 được mang tên Lập luận. Và liệu vòng 4 họ có chiến thắng nữa hay không, khi mà số tiền thưởng lớn nhất vẫn đang ở phía trước, 15 và 25 triệu. Bây giờ các bạn sẽ lựa chọn 4 hay 5? Chọn 4 đi, nãy giờ tụi tôi giận lần rồi đó. Thôi 4 đi em. Ờ số 4 đi, cho vừa lòng đi. Số 4 à? Dạ số 4. Số 4. Liệu thông tin sau đây có đủ khó để làm cho trí tuệ tập thể có sai sót hay không? Xin mời thông tin của vòng 4. Dance Box. Hãy cùng gặp gỡ với những nhân vật đáng yêu của chúng ta tại khu rừng một lần nữa. Mọi người có nghĩ gì trùng không? Có. Có. Bây giờ đếm 1, 2, 3 nha. Rồi nói thử cùng nha. Cùng nhau đọc cái số đó nha. 3. Như vậy là Quốc Khánh chọn số 1, còn 3 người còn lại chọn số 3. Thế số 1 hả Khánh? Sao Khánh nó nghĩ gì trùng? Tại vì lần này Khánh suy nghĩ khác trùng. Khánh ơi, cái tóc của bé số 1 không phải để nhớ Dance Sport đâu. Còn cái bé số 3 đó mà bác dày thôi nè, đó là cái tóc suy quá. Đúng rồi. Chị không cần biết tóc hay tai hay gì hết, nhưng mà nhìn đi, cái thần thái của bà là cái thần thái của bà kìa. Dance Sport đó. Lúc nào cũng cười hết nữa thấy không? Bắt đầu xoay cái gì nè. Cái gương mặt đó. Em nghĩ là hổ, tại vì thứ nhất là dáng hổ rất là cao. Và cái thần thái nãy giờ em nghĩ bạn này sẽ làm dancer hay liên quan tới nhảy là ngay từ đầu rồi. Mà khi mà Dance Sport là em nghĩ tới bạn số 1 liền. Nhưng mà nghi vấn cũng có thể là bạn số 4. Số 4 tuy là chúng ta thấy mặc một cái bộ đồ rất là phốt pháp, nhưng mà khi mà lô cái bộ đồ này ra là cái đầm bắt đầu cái... Đó. Đúng rồi, thỏ hay nhảy. Khánh ơi, bây giờ em cứ nghĩ kiểu như là nó sẽ như vậy làm che giấu. Nhưng mà thật sự người ta lồ lộn trước vậy thì sao? Không, hiểu không? Cái bà số 3, bả mặt bả là cái kiểu mà đưa là vô liền luôn. Vô liền. Vô dáng liền. Mà số 3 cái mặt kia nè, cái mặt số 3 con số 3 nè. Sao đừng nhảy rồi. Đừng nhảy ra. Đứng mỏi quá. Còn mà số 1 đang vậy nè. Để đó đi. Không, còn cái bà số 4 là nguy hiểm nhất. Số 4 rất là nguy hiểm luôn. Cái bộ đồ quá bự. Như vậy là trí tuệ tập thể đa số đang nghiêng về số 3. Một mình em đi một hướng là số 1. Em lại nghĩ là số 4. Số 4 tuy là gương mặt nó hơi kiểu giống như em, phải không? Tức là hơi vậy nè. Nhưng mà khi mà nhấn chuông như một cái là khác liền. Không, bé số 4 nếu mà có nhảy trung nghĩ sẽ là nhảy belly dance á. Bây giờ em suy nghĩ là em nghĩ có thể là bé số 3 này. Bé số 3 rất là muốn nhảy rồi. Nãy giờ mới chịu nghe tức cười á. Cười nghe. Tóm lại bây giờ các bạn quyết định số nào? Số bè. Số 3. Số bè đi, bấm số bè đi. Em chọn. Em làm số 3 đó. Số bè. Bấm chuông rồi kết quả luôn ha. Dạ. Kết quả nhé. Vâng, đó là quyết định không chính xác. Thưa quý vị, làm sao mà tắm túi bình an được? Khánh bình tĩnh. Tại vì sau mình thắng nhiều quá thì cũng kỳ với chương trình không? Mình thua đi vậy đó chương trình còn có không, cái ta thấy là... Không, với lại biết sao chị phải thua vậy để cho khán giả nhìn là không nói là Quang Trung Muka là người chương trình gà vô. Đúng rồi. Trước mỗi vấp ngã của cuộc đời nhớ rút ra kinh nghiệm. Anh chỉ nói thế thôi. Sao? Nhưng mà em thắc mắc tại sao nãy ví dụ như 1 triệu mình không thua, bây giờ là khi 25 triệu mình thua sao? Thì đó nãy... Hồi nãy chị kêu chọn số 4 đi không chịu. Thôi em biết là bé hồi nãy cho em cái viết cái chữ bình an là sử dụng như lúc này rồi. Đi về. Và cái quan trọng hơn ấy là cái số 4 này là bao nhiêu tiền?
mong em bình an. Cày mãi mới được 21 triệu, xong mất một lần 25 triệu mà em bình an được, anh thấy không em giỏi đâu, ấy. Mình đâu có mất đâu, tại 21 triệu mình vẫn còn giữ mình mà còn 25 mà. Triệu này là tiền của người ta, mình cứ đem về nhà. Đâu phải đúng mất rồi. 25 triệu là bị còn âm 4 đâu. Đúng rồi. Thưa quý vị, như vậy là lần này Trí Tuệ Tập Thể đã không thành công. Họ đã mất đi số tiền thưởng lớn nhất là 25 triệu. Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để giao lưu với chú hổ đáng yêu kia. Ôi dồi ôi, hổ ơi, lên đây hổ ơi. Bây giờ con giới thiệu về mình cho quý vị khán giả được biết nào. Dạ con xin chào tất cả các cô chú, tất chào cả con. Mọi người ở trường quay. Con tên là Minh Kỳ, hiện tại con 10 tuổi và con theo đuổi dance sport được 4 năm. Và hiện tại con đang học ở trung tâm Khánh Thi Academy. Học dance sport mà tại trung tâm của cô Khánh Thi thì là nhất rồi. Hôm nay con có sẵn sàng để biểu diễn một phần trình diễn tại sân khấu của Giác quan thứ 6 không? Dạ sẵn sàng ạ. Vỗ tay cho cô. Ladies and gentlemen, be ready for the great music. Exclusive. Promo mix. Cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, vòng thi được mang tên Quyết Định. Ở vòng thi này, đương nhiên rồi, chúng ta còn một gói tiền thưởng duy nhất với trị giá là 15 triệu. Xin mời số 5. Bây giờ sẽ là thông tin của vòng 5. Múa dân gian. Nếu nhìn một cách bình thường thì cả thỏ và cả người rừng đều có thể là người múa dân gian. Thường múa dân gian, một là không có mang, không mang giày, múa chân, rồi dạ, múa tay, múa, đồ đó, múa hoặc là mang giày múa. Múa các điệu múa văn hóa. Em xin phân tích như thế này. Bé số 3 thì lúc đầu mình thấy hình thể của bé rất là uyển chuyển, nhìn có vẻ như là người múa dân gian. Còn bé số 4 thỏ đó nhìn có vẻ như là thợ điện. Nhưng mà múa dân gian mọi người để ý kỹ đi, thường thường là tóc phải bới gọn ha, rất là gọn để chi mình múa mình không có vướng víu. Và bé số 4 này tại sao đội cái nón con thỏ che giấu cái tóc mình lại, để một hơi chỉ cần cỡ ra một cái là mình múa liền luôn. Không em, dân gian xả tóc nha. Hồi đó chị học cấp 2, chị đi thi nè văn nghệ nè, múa dân gian là bằng đồ dân tộc á, là tóc xả chỉ một cái này xả đó, múa dân gian đó em. Nhưng mà tại vì á, bé số 3 thì em vẫn có cái cảm giác là nhìn bé rất là phải chọn bé bởi vì là múa, nhưng mà em thì muốn theo hướng ngược lại. Cái người mà khó nghĩ nhất á là cái người số 4.
thì chị cũng nghĩ là bé ở trên là cái ca sĩ kiểu hát văn nghệ đó, kiểu như bé ca sĩ cái đấy văn nghệ đó. Chứ mà bé số 3 mà múa nữa thì bé số 4 làm gì bây giờ? Vậy thì bây giờ chúng ta quyết định luôn đi Puka, em lựa chọn số mấy nếu là em? Chọn bạn số 3 là người múa dân gian. Quang Trung, em cũng chọn bé số 3. Phương Lan, dạ như em thì em cũng cảm nhận là số 3. Số 3. Một lần nữa em lại chọn khác với mọi người. Đó, anh biết mà. Lần này em nghĩ là em tin tưởng Khánh. Cho em xin phép cái này nha, thật sự là tất cả mọi người đều chọn số 3, nhưng mà cho em xin phép cái dòng cuối cùng này em xin chọn theo một cái cảm giác thôi. Đúng nghĩa là giác quan thứ 6. Chính xác. Thì em nghĩ là chắc em chọn số 4 được không mọi người ha? Được. Mình chọn thử ha. Kết quả sẽ có ngay sau đây. Em giờ đang không nhìn thấy luôn, không biết, không biết đáp án luôn. Chưa biết đáp án luôn. Chưa biết nè. Chưa biết đáp án luôn. Chính xác. Ôi, mình không ca một bài hát. Em thấy không Khánh? Dạ. Khi cuộc đời này mình có chính kiến thì nó khác. Nếu như em lại hòa mình vào số đông như vừa rồi thì em biết kết quả là gì rồi đúng không? Dạ. Đúng. 25 triệu mất đi nhưng em đã học được một bài học. Anh chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh. Như vậy là chúng ta đã có kết quả cuối cùng của vòng 5. Người chơi Quốc Khánh và Phương Lan đã lựa chọn đúng. 15 triệu đã thuộc về các em và tổng tiền thưởng là 36 triệu. Yeah. Hay quá. Chúng ta xin mời hai nhân vật cuối cùng, bạn Thỏ và Tặc Răng bước lên phía trên. Xin mời. Trời ơi, nắm tay nhau cưng chưa? Cưng quá à, nhìn kìa. Con giới thiệu về mình nhé, để cho quý vị khán giả được biết con. Dạ, xin chào các cô chú và quý vị khán giả. Con tên là Trần Nông Nghi, năm nay con học lớp 39, học trường Phan Đình Phùng. Con biết múa lâu chưa? Năm 4 tuổi. 4 tuổi, con thường múa một mình hay là con múa với các bạn? Vài lúc con múa chung, vài lúc con múa riêng. Thế thì hôm nay con đến với chương trình, con đã có chuẩn bị tiết mục múa nào không? Dạ có. Tiết mục múa tên là gì? Dạ bí mật. Thôi được rồi, không muốn bí mật đó được giữ lâu nữa. Bây giờ con đi xuống con chuẩn bị phần múa của mình nha. Dạ. Mời bạn Thỏ xuống chuẩn bị nha. Mời bạn Tặc Răng, bạn hãy giới thiệu về mình cho quý vị khán giả được biết nào. Dạ con xin chào quý vị khán giả. Con tên là Hoàng Ngọc Khánh Văn, năm nay con 7 tuổi và con học lớp 2. Con học trường Bành Văn Chân. Con học đánh trống gần 2 năm. Con học trống thì điều gì làm cho con cảm thấy thú vị? Dạ con học cùng với các anh chị, con giao lưu với anh chị cho nên con học chung với mấy anh chị, con học vui á. Con vui đúng không? Dạ. Nên con thích đúng không? Và hôm nay con có sẵn sàng biểu diễn phần trống của mình không? Dạ có. Vậy thì con chuẩn bị nhá. Dạ. Sau bạn Thỏ sẽ đến lượt con nhá. Đập tay. Yeah, cảm ơn con. Chúng ta cùng đến với phần trình diễn múa dân gian của bé Thỏ đáng yêu. Xin mời. We'll be right back.
Quý vị khán giả đang đến với những giây phút cuối cùng của chương trình Giác quan thứ 6 trưa chủ nhật tuần này. Chúng ta đang đến với máy ATM của chương trình và hai người chơi Phương Lan và Quốc Khánh. Họ đã vượt qua 5 vòng thi của chương trình và có số tiền thưởng là 36 triệu đồng trong chiếc thẻ ATM này. Chúng tôi ghi tên thẻ cả hai người nhé. Và nhiệm vụ của các bạn đó là đưa thẻ vào trong máy ATM, rồi sau đó dùng trực giác của mình lựa chọn ngẫu nhiên 3 nút màu vàng, đỏ, xanh để ấn. Sẽ xảy ra 3 trường hợp: giữ nguyên số tiền, nhân đôi hoặc chia đôi số tiền. Có nghĩa là các bạn vẫn còn một cơ hội nữa để tăng tiền thưởng, nhưng cũng có thể là mất đi tiền thưởng của mình. Và ai sẽ là người đưa thẻ vào đây? Em nghĩ là Khánh trực giác tốt thì em xin phép đưa thẻ, còn Khánh nhấn. Mời Phương Lan. Và bây giờ các bạn sẽ ấn nút màu gì? Lúc nãy em nhìn em thích màu đỏ thì em chọn màu đỏ. Và xin mời các bạn hãy bấm màu đỏ. Màu đỏ đã được bấm. Giữ nguyên. Trời ơi, đúng, đây là cái gì? Có nhiều xài mấy nhiêu. Mình đang. Như vậy là số tiền 36 triệu đã chắc chắn thuộc về các bạn. Các bạn đã rất xuất sắc. Chúng tôi cảm ơn ban bình luận đã làm cho chương trình thêm nhiều tiếng cười và nhiều kịch tính. Cảm ơn Phương Lan, cảm ơn Quốc Khánh. Bây giờ là lúc chúng tôi nói lời cảm ơn với các quý vị khán giả, những người luôn yêu mến và theo dõi chương trình Giác quan thứ 6 vào trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.